Ở chiều nay hai bà cháu ăn cơm với gì? Mày bảo ăn cơm nước mắm muối ăn mày ăn ra cái ăn. Ăn cơm với nước mắm hả? Thiệt không á? Thiệt đó dốc à. Đâu dẫn vô coi chứ để về phim nói dựng phim. Ăn cơm nước mắm này. Trời ơi. Ăn cơm với nước mắm nè cả nhà. Chỉ ăn cơm với nước mắm không hả? Giờ hỏi thiệt, còn cái tô này là tô gì? Mì. Cái mì ăn đó. Trời ơi, mì của chị An. Hi. Xin chào quý vị khán giả đến với kênh của em Ẩn Hồng Nghĩa. Thì quý vị khán giả, sau lưng em quý vị nếu cách nay 2-3 năm, quý vị sẽ biết được cái câu chuyện của bốn bà cháu sống giữa cánh đồng. Thì hôm nay em không có đặt tiêu đề bốn bà cháu sống giữa cánh đồng nữa, tại vì bây giờ bốn bà cháu thì cháu thì cũng đã lớn rồi, cô đẹp thì cũng đã già rồi, thì nó đã khác nhiều năm rồi. Thì sở dĩ em trở lại đây thì quý vị cũng biết là lúc trước ngày nào cô đẹp cũng bán vé số trước cửa nhà em, cách nhà em khoảng 7-8 cây, thì cứ đúng 5 giờ sáng là cô sẽ xuất hiện ở trước cửa để đợi em ra, để đi mua giùm em ít đồ và em ủng hộ lại một vài tờ vé số. Thì cách nay vài tháng nay em đã không có gặp cô đẹp, thì em mới trở lại cái giữa cánh đồng này, em mới thăm coi bố bà cháu có bệnh đau gì không, sống như thế nào. Thì em mới táo quả, em mới biết được câu chuyện là bố bà cháu hiện tại đang chống cự với cái, nói thẳng luôn là đói đi, không có đồ ăn ha, đúng không? Nói quý vị thấy, còn ăn cơm với gì hôm nay thì chút xíu nữa em sẽ ghi hình. Ở đây bốn bà cháu rất là thiệt tình, không thêm, không bớt, không có dựng thêm, mà để cho quý vị biết là em sẽ quay hoạt cảnh khổ cho quý vị. Thật sự quý vị nào gần gần nhà ở Sò Đo, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thì quý vị có thể biết những nhân vật này, quý vị hỏi là cuộc sống như thế nào. Hiện tại là ngưng bán vé số nha cô chú anh chị. Thì thôi để em dẫn cả nhà vào phía trong để xem hôm nay bốn bà cháu ăn uống gì, cũng như là chia sẻ vài câu chuyện, trò chuyện cùng bốn bà cháu để biết như câu chuyện, như những gì em chia sẻ có đúng như vậy hay không. Thì xin mời cả nhà đi theo em. Chia mấy con kiki này, chia mấy con kiki im lặng để con quay phim coi. Chị này là hình như là chị tên xấu không chị? Không phải, chị tên không phải tên gì? An. À An, còn bà ngoại tên là chị đẹp. Cô đẹp. Còn bé lớn là nay nhiêu? 18 tuổi rồi. 18 tuổi hả? Giật mình. Con tên gì quên mất tiêu rồi ta? Nè quay phim mắc cỡ rồi nè, hồi lúc trước chú quay phim có bé xíu đi bắt bắt cá bắt ốc. Còn con tên gì? Nhi. Gì? Nhi. Tên là Nguyễn Thị Thiếu Nhi phải không? Ừ. Bé thì cô chú anh chị, mấy bà cháu lâu rồi, cũng mấy tháng rồi ha, không có lại. Giờ lại thì nay không bán vé số nữa, lâu quá không thấy cô bán vé số nữa cô đẹp. Sao không bán vé số nữa? Chưa không có tiền phải bán rồi, bán bình hôm nay bình sẽ bán. Nay sao trong nhà đổi nón nữa? quen. Trời ơi, tóc mà nay nhớm bạc luôn rồi cả nhà. 57 tuổi rồi. Nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi rồi. 57 hả? Đây là Nhi nè. Kêu bằng bà ngoại, con của chị An. Ủa chị An đang ăn cơm, thấy em quay phim mà chị đi giấu đâu rồi chị An? Mì. Ờ rồi tô mì đâu? Trời ơi, coi quần áo cũng vậy thôi. Cũng không. Cái này tiên phải không? Đúng rồi, chú ơi là chú. Chú con tên gì chú quên mất tiêu rồi. À, tên Thảo. Thảo cho chú hỏi, hôm bữa con hái mấy cái lá lốt á, con ra con bán á. Ra ngoài này đi. Ra không thấy. Để chú quay phim để coi có bạn chú có ai lên giúp đỡ không ha. Rồi hôm nay chú nghe đi làm ở dưới Hậu Nghĩa đó. Rồi con có đi làm đâu không? Có. Có thể mở mở cái khẩu trang ra được không?
Làm sao hả? Lâu đi đây mày, đi gọi đi con. Kì. Trời ơi con chó này đi theo em không à? Nhà thì nhà thì không có gì ăn hết mà nuôi gì mấy chục con chó luôn. Ta cho ta cho không hả? Ừ. Em không có chó đẻ đâu. Nè cả nhà, chị An à, chiều là chị An ra đây tập thể dục nè. Phải không? Phải chị ra đây tập thể dục không? Dạ không. Chứ chị làm gì chị ra đây chị quần ngoài này. Hả, chị thấy em quay phim rồi chị chị ra để em ghi hình. Tội nghiệp chị An lắm cả nha. Chị An thì cái trí nhớ, cái suy nghĩ thì nó không có được như người khác hả chị? Có khi nào chị mau quên không? Dạ không. Chị không có quên phải không? Vậy là chị nhớ em không? Nhớ. Em tên gì? Em hỏi tên của em. Hai tí. Đâu biết không? Đây là bé Nhi nè, tên là Thiếu Nhi nè. Thiếu Nhi ơi. Hôm nay làm gì Thảo? Hôm bữa thấy con hình như có xuống Hậu Nghĩa con bưng cà phê mà phải không? Con bưng được mấy tháng? Bưng được 1 tháng không? Bầu Thảo này lớn rồi, mắc cỡ nè. bầu ngoại nó con 18 tuổi phải không Thảo? Hả? Con sinh năm mấy? 2K7. 2K7 là nay 18 tuổi là lớn rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi. Thiếu nữ rồi. Thiếu nữ xinh đẹp rồi, ra dáng thiếu nữ rồi. Mai mốt ví dụ là chú hỏi nè. Ví dụ như lỡ người ta coi phim á, ai thương con, người nhà người ta giàu, người ta chịu rước con về làm vợ, con chịu không? Không. Bỏ bà ngoại với mẹ ở đây? Không. Sao không chịu? Ví dụ như người ta cưới con á, người ta cho tiền để giúp cho bà ngoại với mẹ. Chịu không? Không chịu. Trời ơi, Thảo giờ lớn rồi cả nhà. Hồi lúc mà con đi quay phim cô á, nó còn á chừng 13, 14. Ủa cái quên cái vụ mà cái ông đợt lúc trước hồi xưa con vô mà ổng có thời gian ổng vô đây ổng nằm trên giường á. Ừ. Là năm đó năm mấy? Ủa lâu quên rồi. Lâu quá à, hả? Ừ. Hồi đó nó còn nhỏ. Rồi chiều nay hai bà cháu ăn cơm cái gì? Mày bảo ăn cơm nước mắm muối ăn mày ăn ra cái gì ăn? Ăn cơm với nước mắm hả? Ừ. Thiệt không á? Thiệt đó dốc à. Đâu dẫn vô coi chứ để về phim nói dựng phim. À có nước mắm nè. Trời ơi. Ừ. Ăn cơm với nước mắm nè cả nhà. Chỉ ăn cơm với nước mắm không hả? Ừ. Giờ hỏi thiệt, còn cái tô này là tô gì? Mì. Cái mì ăn đó. Trời ơi, mì của chị An. Từ bữa giờ không có ai vô đây giúp đỡ chị hết hả chị An? Không, anh Hai rồi. Trời ơi, sao chị kêu em ăn bằng anh Hai? Chứ em nhỏ tuổi, anh Hai tính đi. Quý vị thấy cách nói chuyện của chị An là quý vị thấy không được bình thường. Em mà nhỏ tuổi mà kêu em bằng anh Hai. Còn Thảo sao mà chiều cái nó bắt đầu là lên đồ đeo ba lô giống đi du lịch quá. Không có đi đâu hết hả? Tính đi đâu hả? Ẩm đi. Trời ơi, con chó nó đi theo em không à. Đó, chiều cái mấy bà cháu hai một con. Rồi xin quý vị em hôm nay em trở lại cái hoàn cảnh nhà của cô đẹp thì suốt nhiều năm qua, phải nhiều năm không? Để nhắc lại chứ để quý vị nói em mới quay tập phim đầu. Suốt nhiều năm qua em thường đến đây để em ghi hình cũng như là em giúp đỡ những lúc khó khăn bốn bà cháu sống giữa cánh đồng, xung quanh là trúc tre đâu không à. Đó, giữa cánh đồng. Để em hôm nay sở dĩ em trở lại đây để em ghi hình
Thứ nhất là thăm bốn bà cháu, thứ hai nữa coi hoàn cảnh như thế nào. Thì quý vị thấy đâu lại vào đó, khổ cũng vẫn khổ. Suốt thời gian qua có giúp gì cũng vẫn khổ. Chị An lên hình là chị An là người đẹp nhất trong cái tập phim này luôn á. Dễ thương, hiền hậu, dễ mến, dễ gần. Thì em ghẹo, em chọc cho chị An vui nè quý vị. Cái này con hỏi thiệt cô đẹp nè. Hôm nay trong người không còn nhàn nào hết luôn. Thiệt, nó dốc rồi. Ăn nước mắm thôi à. Ăn nước mắm không, không có cái gì ăn luôn hả? Ừ. Trời đất, thiệt không Thảo? Thiệt. Ngày nào cũng ăn cơm với nước mắm hết. Ừ. Ăn được hôm nay ăn cơm với nước mắm được mấy ngày rồi? 12 ngày. Ăn được 12 ngày rồi. Chị An thì đỡ hơn, chị An được còn mì gói, chị An ăn còn cô đẹp với cháu ăn cơm với nước mắm không à quý vị. Quá tội. Còn gạo bữa mấy lúc trước cho còn không? Còn ít gạo phải không? Trời ơi nhìn xung quanh cảnh đâu, cô đẹp dẫn vòng vòng tham quan căn nhà coi. Cơm còn không? Mới nấu lại. Mới nấu hả? Rồi nay có bệnh gì không? Thấy tay chân gì ốm quá. Có cảm, thuốc này. Cảm hả? Thuốc rồi tiền đâu đi mua? Mua thiếu thì cho tiền thiếu. Mua thiếu luôn? Ừ. Rồi thiếu ngoài tiệm thuốc hết nhiêu rồi? Người ta cho tiền, mấy người kia cho 20 mua uống cũng hết. Dạ. Yeah. Cũng có mấy bữa mà ngoại con mua thiếu, cũng thiếu 8-90. Thiếu 8-90 ngàn hả? Ừ. Rồi Thảo hôm bữa đi làm á, con làm được có tiền không? Cũng có mà bạn. Con làm tiền đó có cho bà ngoại không? Có đưa cho ngoại không hay để dành? Dạ có đưa chứ. Đưa cho bà ngoại mua thuốc rồi ha. Không được rồi quá, con bầu này. Ừ. Con bầu giờ nó không dữ lắm. Thì thôi cô đẹp ơi, con với cô thì không có xa lạ gì hết. Quý vị khán giả, đây là một cái người mà hàng ngày bán vé số ở trước cửa nhà của em. Cứ đúng sáng hồi lúc rồi còn tiền bán vé số á, thì về cô đẹp là cứ mấy giờ là đứng trước cửa nhà con? 5 giờ 6 giờ mấy giờ? 5 giờ sáng khuya mà từ nhà cô đẹp từ ở đây nè mà đi xuống tới ở trước cửa nhà con là chắc cũng khoảng là 7-8 cây số á. 7-8 cây á. Có lúc thì đi bộ, có lúc đi xe đạp, có lúc có gian người ta. Mà hôm nay lâu quá không có thấy cô xuất hiện ở dưới chợ, không biết có bệnh đau hay là có cái gì không. Sẵn hôm nay chạy lên đây thăm mới tá quả. Trời ơi, gần nửa tháng, 12 ngày là nửa tháng á, ăn cơm với nước mắm. Bệnh á thì mua thiếu thuốc, lỡ người ta không bán thuốc thì sao? Bán, muốn uống hết bệnh. Mà người ta không bán thì sao? Bán chứ. Bán hả? Ừ, tao nói. Ờ, tội lắm. Còn Thảo này nhiều năm rồi, quay trở lại thì bây giờ năm nay là 18 tuổi rồi. Ra dáng một thiếu nữ rồi. Thiếu nữ xinh đẹp, à, thấy không? Thấy thiếu nữ xinh đẹp. Sao không cởi khẩu trang coi nay chú nhìn coi. Biết đâu lỡ sao hồi xưa đẹp giờ bị sức môi thì sao? Có thay son không? Có. Ủa, nay đều thay son rồi ha. Để camera mẹ. Quý vị thì tham cảm. Thì con gái mà phải cho người ta điệu chút. Tuổi lớn mà, phải không Thảo? Tuổi lớn thì phải cho người ta thay son. Đó, thì quý vị thấy. Thấy em nói đâu có sai. Bốn bà cháu sống giữa cánh đồng. Thì trước khi em giới thiệu lại cho quý vị. Đây là bà ngoại, là người sinh ra chị An. Chị An là người sinh ra Thảo. Thảo chưa có sinh được tại vì chưa có chồng. Còn chị An mới sinh Thảo là mới tiếp tục là chị An sinh tiếp là bé Nhi. Bé Nhi được mấy tuổi con? 8. 8 hả? 8 hả? 8 tuổi. Rồi thì thôi quý vị khán giả, em bữa nay em biết là bốn bà cháu hiện tại ăn cơm với nước mắm và đang thiếu tiền thuốc
đó quý vị nghe chính miệng, không thêm không bớt, thật sự luôn. Hiện tại 12 ngày rồi, chính xác con số là 12 ngày đã ăn cơm với nước mắm. Thì hôm nay thôi em chia sẻ, rồi bắt đầu ngày mai em sẽ tìm cách để liên hệ một vài người bạn của em, lá lành đùm lá rách. Thì bởi quý vị thấy đúng như câu thành ngữ, nó rách thiệt đó, nó rách te tua tay tả luôn nè. Đó thì thôi, cảm ơn quý vị đã xem video này. Em sẽ hẹn cả nhà một video tiếp theo, em sẽ sắp xếp và em ghi hình tiếp để gửi cho cả nhà xem cái câu chuyện của bốn bà cháu này. Một lần nữa em cảm ơn và kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc.